ngủ cạnh smartphone đang cắm sạc. Aaron Iotioi, 21 tuổi, được phát hiện đã tử vong tại ngôi nhà của mình ở tỉnh Chonburi, Thái Lan vào đêm ngày 14 trên 7 vừa qua. Khi thi thể của Iotioi được phát hiện, trên cơ thể của Iotioi có vết bỏng ở xung quanh mặt và hai cánh tay, trong khi đó chiếc smartphone vẫn đang được cắm sạc đặt ở trên giường. Còn Iotioi đang mang tai nghe cắm vào smartphone, anh trai của Iotioi. We are Ray Up, dự án lai thông là người phát hiện ra thi thể của Iotioi. Anh này cho biết đã lên phòng em trai mình để kiểm tra vì không thấy Iotioi không xuống nhà để ăn tối. Khi lên đến phòng, Weerayot thấy cửa chính đã khóa nhưng khi gọi tên không thấy Iotioi trả lời nên Weerayot đã phải trèo qua cửa sổ để kiểm tra tình hình. Thì phát hiện thấy em trai mình đang nằm trên giường với những dấu hiệu bị điện giật. Weerayot thông báo tình trạng của em trai mình với những người khác trong gia đình và lập tức gọi điện cho cảnh sát. Cảnh sát đã tiến hành điều tra vụ việc khi đến hiện trường và không có dấu hiệu nào cho thấy Iotioi bị tấn công vật lý mà chỉ có những vết bỏng trên mặt và tay. Những kết luận ban đầu của cảnh sát cho biết, chiếc smartphone đang cắm sạc đặt trên giường Iotioi là nguyên do khiến thanh niên này bị giật điện và dẫn đến tử vong. Cảnh sát dự đoán rằng Iotioi đã bị tử vong hơn 6 giờ đồng hồ cho đến khi được phát hiện. Đây không phải là lần đầu tiên có trường hợp bị tử vong vì giật điện khi sử dụng smartphone đang cắm sạc, hoặc thậm chí sử dụng tai nghe kết nối với smartphone đang sạc. Cuối năm ngoái, Moadi Azarin một thiếu niên 16 tuổi người Malaysia đã bị tử vong vì đeo tai nghe kết nối với một chiếc smartphone đang được cắm sạc. Nguyên nhân của cái chết sau đó được xác định là do điện giật đến từ chiếc điện thoại và dây sạc kém chất lượng. Năm 2016, một thanh niên người Trung Quốc có tên Si Ông Xuân cũng đã bị điện giật tử vong khi sử dụng cáp USB để kết nối chiếc smartphone của mình với máy tính để cắm sạc. Trong khi đang chuẩn bị rút dây kết nối giữa máy tính và smartphone sau khi sạc xong thì đã bị giật điện dẫn đến tử vong. Trên thực tế việc vừa cắm sạc điện thoại hay máy tính bảng vừa sử dụng là thói quen của không ít người tuy nhiên đây là một thói quen nguy hiểm có thể dẫn đến tai nạn tử vong trong trường hợp thiết bị bị dò điện